Nhà đi con này nhiều lắm.
thì sống như này cũng ăn thử kia. Để đợi mẹ nhá. Mình đi lấy ngô cho nhá. Nghịch rau đứt tay đấy. Đợi nhá. Cái ngô nhìn chán thế. Con này đẹp đấy. Cái ngô chán thích.
Con ơi, bạn gì im thế? Rồi, về ăn trưa đi, con nướng xong rồi. Có làm gì đâu mà rửa dép, ướt hết chân. Nào chân bên kia nào, rửa nốt chân bên kia nào. Nào bỏ dép ra.
Chín rồi con ạ. Con ăn không? Có. Thế đi vào nhà đợi mẹ đi, mẹ lấy lên cho ăn. Con mẹ ăn mà con ở đây thì cây mà. Đi bỏ đấy. Đây. Ui trời, tay bẩn thế, đi rửa tay đi. Đi xuống mẹ đi. Đi. Cái gì tay bẩn. Ừ, tí nữa ướt quần áo bây giờ. Rồi. Ngồi thôi. Thế này à, làm thế này phải không? Rồi. Cắn ăn đi còn cắt mịn nào. Mềm không? Mềm ngon không? Cá. Nóng quá. Đúng thế nào, hai cái. Này. Làm thêm ngô như này đi. Ừ, ăn hết đi mẹ làm cho. Ừ. Nó dính vào lâu. Mẹ nó dính vào lâu nó lại ra rồi. Đâu rồi con rồi, em mập lắm. Em mập đi mẹ nuôi rồi. Hôm nào mình đi thăm nhá. Ừ, đi em mập. Ừ. Bây giờ em mập có bố mẹ rồi. Có người nuôi rồi. Ừ. Tôi có bố rồi. Ừ. Mẹ đi làm rồi. Sao mẹ xin lỗi nhỉ? Ngon không? Ngon không? Có. Con đang ăn cái gì đây?
coi như con chăm sóc này. Chơi trước cho nó nè. Nó nhỏ nó tốt lắm nè. Đi nổi thì mập ra. Còn chi lớn thì